Chào các bạn. Theo đề nghị của một vài bạn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn điệu tiết shuffle, country và cha-cha-cha trong khuôn khổ của cái clip này. Rất là ngắn gọn, cho nên là tôi sẽ cố gắng chỉ các bạn dễ dàng áp dụng nhất. Tôi sẽ phân biệt cái sự khác nhau giữa điệu country và điệu twist trước. Đây, nếu mà country tức là cái điệu dân ca của Hoa Kỳ đó các bạn, thì chúng ta đánh một tang. Như ta đã nói trong những cái bài trước, thật ra cái điệu của đệm nhạc nó chỉ là xác định tiết tấu, và nó khác nhau ở cái chỗ chúng ta nhấn. Chúng ta nhấn mạnh chỗ nào thì nó ra cái điệu mà người ta chọn để nhảy hoặc để hát. Thường thường là nó dính líu tới cái khiêu vũ, cái nhảy, là bởi vì khi mà người ta nhảy, người ta sẽ nhấn chỗ nào đó, người ta nhấn mạnh nhịp 2 hoặc là người ta nhấn mạnh sau nhịp 2 hoặc là người ta giãn cái nhịp ra để phù hợp với bước chân của người ta, thì chúng ta đệm guitar là theo cái bước nhảy. Còn tiết tấu hay là cái nhịp điệu 2 4 3 4 4 4 3 8 6 8 thì là phù hợp với cái tác phẩm sáng tác thôi nha các bạn. Đầu tiên điệu country cho các bạn dễ nhớ thì 1 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4. Nếu mà lãnh lẹ 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4. Khi mà cái 4 á, cái tai của chúng ta là cái quá trình lặp lại của sự 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bit, hoặc là 16 bit thì chúng ta sẽ gấp đôi 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 nhân 4 là 16, là một dịp 4 tiếng. Tôi cũng có cái một cái bài về 16 bit và 8 bit cho các bạn rồi. Các bạn có thể xem lại trong bài cũ. Còn bây giờ country là 1 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4. Để 1 2 và 4 thì cái này chúng ta nhấn mạnh vào đầu nhịp 2, 1 2 và 4, tất nhiên nó sẽ du dương hơn cái điệu twist 1 2 và 4, 1 2 và 4. Còn twist thì sao, cũng tương tự như vậy, nhưng chúng ta nhấn vào nhịp và của nhịp 2 và ta đánh xuống 1 và 2 và 4, 1 và 2 và 3, 1 và 2 và 3, 1 và 2 và 3, xuống 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 lên xuống 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 lên xuống 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 lên xuống 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 lên xuống. Đấy nè, xuống 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 lên xuống 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 xuống, tức là 1 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4, tum tắc tắc tum tắc tắc tum tắc tắc tum tắc tum tum. Đánh chậm lại 1 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4. Còn country nhấn đầu 2, 1 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4. Twist 1 2 và 4, 1 2 và 4. Thế thì khác nhau giữa country và twist ở cái chỗ nhấn nhịp 2, nhưng twist là nhấn nhịp và của nhịp 2, còn country là nhấn vào đầu nhịp 2. Tôi thí dụ là một cái bài hát cho các bạn nghe. Ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Ta mang cho em một đóa quỳnh, cái gì đó khúc khích trên môi. Ta đi đa đi đa 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 đa. Đó, cái này tôi đánh rất là giản dị để cho các bạn hình dung được. Nhưng mà nếu mà đệm hát mà đàn thùng thì nên đệm đây nha các bạn. Tại vì tôi muốn đánh cho cái tiếng gọn thôi, đó tôi đánh chỗ này cho các bạn nghe cái sự gọn của nó. 1 nhấn 2 và 4, 1 nhấn 2 và 4. Đó. Nhưng mà khi mà đệm hát các bạn đánh đây, cái sự đệm nó rất là tế nhị, nó khác nhau một chút xíu thôi.
thì sẽ ra cái style của cái bài đó, hoặc là cái mùi của cái bài đó như cách gọi của Việt Nam mình. Ví dụ đây, nhấn 2 với 4, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 4. Nếu mà các bạn để ý thì còn một cái cú này nữa, nhưng mà tôi cũng có đã hướng dẫn rồi đó. Nhưng mà thôi, bạn trong bài này tôi không chắc cái đó, tôi chỉ đánh xuống thôi. Chứ nếu mà các bạn đánh quen thì là sẽ nghe khác hơn chút. Bây giờ chúng ta đánh theo kiểu cũ. Nhớ là cái tay, cái ngón tay của mình là ngón số 1. Cái âm thanh nó nằm ngay cái lỗ. Chúng ta đánh cố gắng đừng có cho nó chạm cái gì thêm. Chỉ đúng dây thì nó sẽ rất là sạch. Và cổ tay, không phải như vậy. Không phải như các bạn. Cầm ngón tay. Cầm phím thì nó là một cách khác nữa. Phím thì chúng ta sẽ cầm nghiêng, mướt nhẹ đầu phím, không có gằn mạnh. Khi mà đệm chúng ta cầm phím chắc tay nhưng mà đệm phớt. Cái đó cũng là sẽ có một bài khác nếu các bạn yêu cầu. Đây tôi nhắc lại. Country, nhấn nhịp thứ nhì và nhịp thứ tư, nhịp thứ gì mạnh hơn một chút. Twist, nhấn ngay nhịp và của nhịp thứ nhì. Đó, country lại. Rất là đơn giản cho nên tôi không cần viết nốt nhạc cho các bạn coi. Chỉ là 1, 2 và 4. 1, 2 và 4. 1, 2 và 4. Trong ô 4, 4. Một nhịp 4 tiếng. 1, 2 và 4. 1, 2 và 4. 1, 2 và 4. Nhớ chưa các bạn? Đây, 1, 2 và 4. Đấy, bây giờ tới phiên twist. Twist y như vậy, nhưng chúng ta không có đánh lên đánh xuống, mà chúng ta cần cái tiếng cứng. Cho nên là chúng ta phải đánh xuống 1, 1, 2 và 4, 1, 2 và 4. Tức là và, tắc, nếu mà chúng ta nghe bình thường thì chúng ta sẽ nghe rằng bùm tắc tắc, tắc. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Đó. Nếu các bạn đánh quen như tôi thì đánh lên, nhưng khoan, đánh xuống hết thì đã. Xuống, xuống lên, xuống, một, nè. Vừa, mạnh, mạnh, vừa, và mạnh, và mạnh. Vừa, và mạnh, và mạnh. Vừa, và mạnh, và mạnh. Vừa, hai mạnh. Hai, bốn, một, và hai, và bốn. Một, hai, và bốn. Một, hai, và bốn. Một, hai, và bốn. Chậm. Một, hai, mạnh. Rõ ràng không các bạn? Lại lần nữa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Khác cái country là 1, 2, 3. Khác rõ ràng ha. 1, mạnh và 4. Còn cái này 1, mạnh và 4. Nếu mà cái kick chúng ta đạp thì chúng ta cái âm thanh cái phần đệm đi cho dễ đơn giản nhất, mà nếu mà phần keyboard mà đệm theo thì tat 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 tat, chứ không phải là bùm chách 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 bùm chách 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 bùm. Cái bụp tắt tắt bụp tắt bụp là tổng hợp của tất cả các phần đệm, nhưng từng nhạc cụ sẽ đệm khác. Từng nhạc cụ sẽ đệm theo cái sự sắp xếp đan chéo của từng nhạc cụ nha các bạn. Cho nên là âm thanh chúng ta nghe ở lỗ tai của điệu tuyết sẽ là chung là tùm tắt tắt tùm tắt tùm tắc tắc tùm tắc tùm, nhưng mà nó rất thô thiển nếu tất cả đều như vậy. Tưởng tượng keyboard, piano, trống, guitar đều ta 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 tùm ta ta tùm ta tùm ta tùm ta, nó thô lắm. Cho nên là nhạc cụ này sẽ đánh ta ta, thậm chí có một nhạc cụ tùm ta ta ta, nó là sự phối hợp. Bây giờ riêng guitar chúng ta twist.
đơn giản phải không các bạn? Đấy, phân biệt giữa twist và country. Nhắc lại, country nhịp như thế nào? Country sẽ là nhấn đầu 2 và 4, twist sẽ nhấn sau 2 và 4. Đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công. Các bạn theo dõi bài tiếp là cha 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 và shuffle.